Mỹ đau đớn trong cuộc chiến tiền tệ với Nga. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng nói rằng Tổng thống Nga Putin là một nhà lãnh đạo thực sự thông minh. Ông ấy nói điều này là có lý do. Trên thực tế thì ngay trước khi Tổng thống Nga Putin thực hiện chiến lược quân sự đặc biệt của mình, ông ấy cũng đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để đối phó với những tình huống nhất định. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt cái mà ông ta gọi là các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích làm tê liệt Moscow. Sau đó ông ấy ngồi chờ đợi trong hào hứng và chờ đợi cho nền kinh tế Nga sụp đổ. Tuy nhiên thì thực tế lại làm cho các nhà lãnh đạo phương Tây phải thất vọng. Ảo tưởng biến nước Nga chìm trong bóng đêm và không bao giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai đã đổ vỡ. Reuters ngày 5 tháng 5 đã đưa tin rằng đồng rúp của Nga đã đạt mức cao nhất trong 2 năm qua so với đồng USD và đồng euro. Trong khi đó, EU đang phải tính tung ra gói trừng phạt lần thứ 6 với Nga. Ngày 4 tháng 5, đồng rúp đã tăng giá 0,7% so với USD, giao dịch ở tỷ giá 1 USD đổi được 70,49 rúp, tức là cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020. So với euro thì giá của đồng rúp đã tăng 1,2%, giao dịch ở mức 1 euro đổi được 73,84 rúp, tức là cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020. Cổ phiếu tại ngân hàng Sberbank cũng đã tăng 0,3% sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất đưa ngân hàng lớn nhất của Nga và hai ngân hàng khác ra khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu, SWIFT. Đây quả là một thông tin không mấy vui vẻ với các nhà lãnh đạo phương Tây. Câu hỏi đặt ra ở đây là, làm thế nào mà Putin đã lật ngược được thế cờ một cách ngoạn mục như vậy? Chính phủ Đảng Dân Chủ sẽ phải đi nước cờ nào tiếp theo để đối phó với sự khôn ngoan của Putin? Và liệu giải pháp của chính phủ Biden có thực sự gỡ rối được tình thế hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm lời giải cho những câu hỏi này ngay sau đây. Những nỗ lực của Putin để giúp đồng rúp tăng trở lại. Khi Ngân hàng Trung ương Nga thông báo rằng họ sẽ đưa đồng rúp gắn với bản vị vàng, ngân hàng đã chốt 1 gram vàng với giá là 5.000 rúp. Khi đó 32 gram vàng có giá khoảng 1.600 USD ở Nga. Nhưng nếu mua lượng vàng đó ở Mỹ thì bạn phải mất 1.928 đô la. Điều đó có nghĩa là Nga đã tăng giá trị đồng tiền của mình so với đồng đô la một cách hiệu quả bằng cách gắn nó với vàng. Nếu như 1 gram vàng có giá trị tương đương là 5.000 rúp, thì theo tiêu chuẩn phương Tây, đồng rúp phải có giá trị bằng 70-75 rúp đổi 1 đô la. Điều này đã giải thích cho thông tin mà Reuters đã đưa ra vào ngày 4 tháng 5 khi mà giao dịch với tỷ giá là 1 USD đổi 70,49 rúp, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020 mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương được kích hoạt trong một chế độ thời chiến. Vào ngày xảy ra cuộc chiến thì Ngân hàng Trung ương Nga đã bơm 1 tỷ USD để tăng cường sức mạnh cho đồng rúp. Ngân hàng cũng đã mua hàng triệu rúp để giữ cho thị trường chứng khoán Moscow không bị sụp đổ và hỗ trợ tiền tệ. Ngoài ra thì lãi suất đã được tăng lên 20%. Ngân hàng cũng thực thi các biện pháp kiểm soát vốn và cấm người nước ngoài bán chứng khoán. Tất cả cư dân Nga đều bị cấm chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Tiếp theo đó thì Tổng thống Nga Putin đã liệt kê các quốc gia không thân thiện và tuyên bố rằng các quốc gia này phải sử dụng đồng rúp để mua dầu và khí đốt của Nga nhằm giữ nguyên giá trị của đồng rúp. Nga cũng đã tích cực để hợp tác với các nước khác để thiết lập hệ thống trao đổi rúp thay thế cho đồng đô la trong thương mại với Nga. Khi một số doanh nghiệp phương Tây ngừng chuỗi kinh doanh và hoạt động của mình ở các cửa hàng của họ tại Nga, thì người Nga bắt đầu thành lập các chuỗi kinh doanh thay thế của riêng họ. Ví dụ, sau khi McDonald's quyết định dừng hoạt động ở Nga, người Nga đã mở cửa hàng thay thế là Uncle Vyan. Tất cả những điều này đảm bảo cho nền kinh tế Nga không bị sụp đổ như các nhà lãnh đạo phương Tây tưởng tượng. Thậm chí nó còn phục hồi trở lại ở mức trước chiến tranh và là nền kinh tế hoạt động tốt nhất trong số các nền kinh tế trên thế giới vào tháng 3. Như vậy thì có thể nói rằng, kế hoạch của Biden nhằm phá hủy nền kinh tế Nga đang bị chật bánh. Sự sụp đổ của vị thế đồng USD đang xảy ra. Vâng, kính thưa quý vị, nếu như quý vị đã từng đọc qua cuốn Cuộc chiến tiền tệ xuất bản năm 2011 của James Rickard, thì chúng ta có thể thấy được cảnh báo về sự sụp đổ của đồng đô la, vốn là một đồng ngoại tệ có tư cách như là một đồng tiền dự trữ toàn cầu trong nhiều năm. Ví dụ, sự suy giảm của đồng bảng Anh với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu hàng đầu đã diễn ra trong vòng hơn 30 năm từ năm 1914, tức là đầu Thế chiến thứ nhất, cho đến năm 1994. Thường thì người ta vẫn nghĩ rằng việc sụp đổ của đồng USD phải mất rất nhiều năm mới có thể xảy ra. Tuy nhiên thì các sự kiện ngày nay diễn ra quá nhanh, đến mức các chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng sự sụp đổ đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Nga thì liên kết đồng rúp với vàng với tỷ giá là 5.000 rúp cho 1 gram vàng. Trung Quốc thì đang thảo luận với Ả Rập Saudi về triển vọng thanh toán dầu bằng đồng nhân dân tệ. Israel thì cũng đang cân nhắc để lấy nhân dân tệ đổi lấy hàng hóa xuất khẩu công nghệ cao của mình. Trung Quốc và Nga đang tạo ra các hệ thống thanh toán mới để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Và khi Mỹ đóng băng tài khoản đồng USD của Nga và giới tài phiệt Nga, thì các ngân hàng trung ương của các quốc gia cũng lo ngại rằng không biết chừng một ngày nào đó, một ngày đẹp trời,
chính mình cũng có thể được nằm trong danh sách trừng phạt vì đã làm mất lòng người Mỹ. Khi đó thì tài sản của mình cũng sẽ bốc hơi. Và do đó họ đã tính toán tới việc phải mua vàng vật chất và hạn chế tích trữ đồng USD. Thậm chí là còn bán tháo đồng USD nếu như đồng USD chiếm tỷ trọng lớn trong dự trữ ngoại hối của nước này. Việc mất giá đồng USD đã khiến cho cơn bão lạm phát ở Mỹ lớn hơn. Và để chống đỡ với nó, Hoa Kỳ đã thực hiện một động thái để nâng giá trị của đồng tiền của mình. CNN đưa tin hôm 5 tháng 5 rằng Fed đã tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 22 năm qua. Ngay sau khi thực hiện việc quyết định tăng lãi suất của Fed, thì chớ trêu thay, vào ngày 6 tháng 5 giá trị của đồng rúp lại tăng lên so với đồng USD. Một USD chỉ đổi lấy được 66,5 rúp thay vì một USD đổi lấy 70,49 rúp vào ngày 4 tháng 5. Tức là việc cố gắng tăng giá trị đồng USD khi tăng lãi suất đã không đạt hiệu quả như các nhà hoạch định chính sách mong muốn. Thậm chí nó còn tạo ra phản ứng ngược. Cho nên việc Mỹ mạnh tay nâng lãi suất liệu có thể chống đỡ được với nền kinh tế đang trên đà suy thoái hay không lại là một vấn đề lớn. Mạnh tay tăng lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang mắc phải một sai lầm đáng sợ. Vào cuối tháng 4, blog The Economic Collapse đã đăng tải một thông tin rằng GDP của Hoa Kỳ đã giảm trong quý đầu tiên của năm 2022 và nếu như nó tiếp tục lặp lại vào quý thứ hai của năm 2022 thì điều đó chính thức xác nhận rằng nền kinh tế Mỹ đang rơi vào tình trạng suy thoái. Thực tế thì việc đẩy mức tăng 50 điểm cơ bản không giải quyết được nhiều vấn đề về lạm phát ở Mỹ, mặc dù nó có thể có tác động đáng kể trong ngắn hạn về hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, nó dự kiến sẽ gây ra một cơn bão hiệu ứng domino tác động lên nền kinh tế như là đẩy lãi suất của các khoản vay bằng thẻ tín dụng lên cao, hoặc là tăng lãi suất thế chấp tín dụng sở hữu nhà, hay là tăng lãi suất đối với các khoản vay khác. Điều này đồng nghĩa với việc người Mỹ sẽ không còn được hưởng lãi suất thấp kỷ lục khi vay mua nhà hay là ô tô. Đặc biệt, động thái này còn có tác động vô cùng lớn đối với thị trường nhà đất. Lãi suất vay thế chấp cao hơn khiến cho việc mua nhà trở nên khó khăn hơn, và nhất là khi giá nhà tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia vào tháng 3, thì giá trung bình của một căn nhà cũ đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 375.300 USD. Mục tiêu của Fed là nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, nhưng phải làm sao để vẫn giữ được nguyên đà phục hồi của thị trường việc làm. Tuy nhiên, thì giới quan sát đã cảnh báo rằng tình hình lạm phát có thể trở nên tồi tệ hơn bởi vì ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giá của mọi mặt hàng từ lương thực cho đến năng lượng cho đến kim loại đã trở nên đắt đỏ hơn, và chi phí sinh hoạt thì ngày càng tăng cao, đang đè nặng lên ví tiền của người tiêu dùng Mỹ, khiến cho tâm lý tiêu dùng rớt xuống một mức thấp trong vòng một thập kỷ qua. Càng ngày càng có nhiều người Mỹ bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đang đi sai hướng, và kênh truyền thông cánh tả CNN cũng phải đăng một báo cáo với tựa đề rằng hôm nay là một ngày thảm hại cho bầu cử giữa kỳ 2022 của Đảng Dân Chủ. CNN đã trích dẫn kết quả khảo sát hồi đầu tháng 4 của Gallup chỉ ra rằng chỉ có 18% người Mỹ đánh giá điều kiện kinh tế là tốt và chỉ có 2% đánh giá là xuất sắc. Đó là một con số khủng khiếp, và chúng có tác động rất nghiêm trọng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Đảng Dân Chủ vào mùa thu năm nay. Nhưng mà thay vì tập trung vào việc cứu chữa nền kinh tế thì Tổng thống Mỹ Joe Biden lại muốn Quốc hội phải cấp thêm 33 tỷ đô la cho cuộc chiến ở Ukraine để giúp Ukraine chống lại Nga và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Đề xuất mà Nhà Trắng gửi tới các nhà lập pháp bao gồm có 20 tỷ USD hỗ trợ quân sự và an ninh bổ sung cho Ukraine, 8 tỷ USD hỗ trợ cho kinh tế và 3 tỷ USD viện trợ nhân đạo. Điều này là một quyết sách sai lầm một lần nữa. Nói một cách dễ hiểu thì ngân sách quân sự cho Ukraine thường chỉ vào khoảng 6 tỷ đô la cho cả năm. Ấy thế mà nó đã tăng vọt vượt quá ngưỡng cho phép này, và đáng nói là phần lớn trang thiết bị mà Mỹ gửi tới Ukraine đang bị Nga cho nổ tung trước khi nó có thể đến được tay của quân đội Ukraine. Tức là viện trợ và chi tiêu ngân sách của Mỹ cho cuộc chiến ở Ukraine là muối bỏ biển. Mỗi ngày trôi qua thì người dân Hoa Kỳ càng ngày càng thấy lo rằng cuộc xung đột này thực sự là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Hoa Kỳ và Nga, và Hoa Kỳ đang lún sâu vào đầm lầy của cuộc chiến chứ không phải là Nga. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem phương Tây và Nga sẽ thoát khỏi đầm lầy này như thế nào trong tương lai gần. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.